Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, sáng nay, ngành y tế và các địa phương đã triển khai tổ chức đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cho các đối tượng theo quy định. Theo đó, ngành y tế thành phố phối hợp với các quận huyện, tổ chức 66 đội tiêm tại 9 địa điểm và 2 điểm tiêm trên xe tiêm lưu động. Trong 4 ngày sẽ có hơn 92.000 người được tiêm chủng mũi 1 vaccine AstraZeneca, bao gồm lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các quận huyện, phường xã và ban điều hành phòng chống COVID-19 các cấp, người làm trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, lực lượng hải quan, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Bên cạnh đó, ngành y tế tiến hành tiêm vaccine cho những người cung cấp dịch vụ thiết yếu, nhân viên vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải, nhân viên cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người, người dân từ 18 đến 65 tuổi tại các khu vực có mật độ dân số cao, thuộc 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, chọn các khu dân cư có mật độ dân số cao, ưu tiên ngõ, hẻm, kiệt, chọn các vùng xanh trong các vùng đỏ, vàng.